Đây, xin chào anh chị và các bạn. Thì em sẽ cập nhật cho anh chị các bạn xem thêm một cái mẫu nữa nha. Đây là mẫu cái gì đi trời. Không biết cái gì lên tính nó cái mập mới mà phải có mập mới không ta? Để xem lại cái. Rồi, đây là con cá mập đầu búa anh chị các bạn ha. Em cũng không biết tên nữa. Thằng nhóc á, thì nó xem phim hoạt hình, mấy đứa xem một phim hoạt hình đó thì nó sẽ biết dễ biết tên hơn. Đây là cá mập đầu búa ha. Chị nhìn cái mẫu à. Dễ thương. Rồi bây giờ em sẽ bơm lên cho anh chị các bạn dễ hình dung cái sản phẩm này nha. Mấy mẫu này mẫu mới về anh chị các bạn, mẫu mới mà. Em bơm cập nhật để cho anh chị các bạn bán Tết, những anh chị các bạn nào trong thành xa thì mình bán được á, cảm nhận bán được thì lấy về bán Tết. Mà nói vậy chứ không biết năm nay nó Tết như thế nào đây nữa. Đang cái mùa dịch anh chị các bạn. Cố gắng thôi, chúng ta mọi người phải cố gắng thôi. Đây là bơm bằng ống bơm tay nha. Thì cái lưu ý trong cái việc bán bông bóng bạc này á, là anh chị các bạn phải lưu ý giùm em là mình xác định rằng là mình bán bay hay là bán cầm cây ha. Bán cầm cây là những cây này nè anh chị các bạn, cây này thì em có để trên trang web cụ thể rồi, anh chị xuống cái đường link ở dưới phần mô tả bấm vào đó. Thì nếu như mình bán bay á, thì mình không cần phải cầm cây, còn nếu như mình bán cầm cây á, cầm tay đi bán á, thì mình phải cần cái này ha. Bán bay thì mình chỉ cuộn dây vào đây thôi, là mình thả là bông bóng nó sẽ bay lên ha. Nhưng mà cái khí bay á, là mình phải biết cách chế nha. Cách chế. Nhiều ba mẹ hoặc là những anh chị các bạn hỏi cái này bán kèm cây luôn hả? Không nha. Cái này là em bán bóng riêng. Còn cái cây á, là cây riêng nha. Anh chị vào dây website á. Thì nếu như mua cây á, thì mình nhập vào cái danh mục là phụ kiện và đầu bơm. Còn nếu như mua bóng á, thì mình vào cái danh mục sản phẩm là hàng bạc ha. Cái cây ở đây em chụp hình là để em cột vô đây ha, cột vô để em chụp cái tấm ảnh để cho nó đẹp cái sản phẩm, để cho anh chị các bạn dễ hình dung, chứ cái sản phẩm này bán không có kèm cây nha. Để em cột cái sản phẩm này xong rồi em đo kích thước cho anh chị các bạn xem, để mình ở tỉnh thành xa là mình biết được cái sản phẩm này kích thước bao nhiêu luôn, để mình dễ cập nhật. Thích thì lấy về bán, khỏi còn phải đi đến cửa hàng đồ chơi ha. Nếu những cái thành xa còn ở gần thì mình đi đến cửa hàng đồ chơi mình lấy thôi. Đây cái kích thước này em đo ha, nó hơi bị dài các bạn, hơi bị dài. Bây giờ em để cái này để em đo, em quay cái này cho nó trực quan ha. Đây, cái này là em không cắt ghép nha, có sao quay vậy. Đây từ cái chỗ bên trong anh chị xem nè, ra tới cái đuôi luôn, tới cái đuôi ngoài này anh chị các bạn nha. Thì nó đây nó gần khoảng 1m15 nha, 1m15 anh chị các bạn. Ý xin lỗi, tới đây thôi, tương mắt thôi, chưa tới 1m15 đâu, nó khoảng cỡ 1m3 thì anh chị các bạn hình dung là vậy được rồi, nó khoảng vậy đó. Thì cái bề ngang của sản phẩm này là đó, anh chị các bạn hình dung ha, khoảng 4 tấc 3 tấc mấy á. Thì anh chị mua cái sản phẩm này về á, mà đo kích thước mà nếu như nó nhỏ hơn á, thì thông báo lại với em ha. Thì những sản phẩm mà em bán trên này á, là video hình ảnh như thế nào thì sản phẩm em đưa đến tay anh chị, đưa đến tay cho anh chị và các bạn là như vậy nha. Rồi đó là cái con cá mập ha, cá mập đầu búa.